Một người đi Canada mà lần đầu tiên nói tiếng Anh nghĩa là sao? Bà nói cho một cái livestream rồi của bà đó. Rồi xong rồi muốn người ta tin dễ ẹc. Thấy cái thẻ xanh gì của Canada là Đúng cái rồi, passport đúng Canada nữa. rồi, thấy lên. Đưa những cái tấm hình mà chị chụp Toronto. Mà một người mà sống ở đó với chồng với con không thể nào mà không bao giờ chụp một tấm hình với con mình, với chồng mình. À, buổi đi ăn hay là những cảnh đẹp, ví dụ chẳng cần sống đó, chỉ cần bước qua đó thôi Đúng vậy, cũng đã chụp những tấm hình đơn giản như thôi. Bây vậy. giờ chị chụp mé mé, xóa xóa mấy cái thông tin nhạy cảm đi, cái passport hay là cái thẻ xanh của Canada chị thảy lên, chắc chắn là người ta tin chị liền. Nhưng mà làm gì có chuyện đó, chỉ trừ cái hộ chiếu đảo ship của chị với lại gia đình thôi. Còn trong cái livestream rồi bà lên bà chửi đó. Bà nói là cái đám nào xạo ke thì biết cái gì vậy bà? Bà không gặp không quen, bà không nói chuyện không tiếp xúc, biết gì vậy bà mà lên mà nói bà thế này, nói gì cái cuộc sống của bà, đời của bà thế này thế nọ thế kia. Thì thiệt ra mình nói gì, người nào mình có cần quen người đó không quý vị, ví dụ như là Dũng đâu có cần quen với ông Trump, Dũng đâu có cần giao du với ông Trump, nhưng mà lên gõ Donald Trump ra một cái là bao nhiêu tiểu sử của ông, sanh ngày mấy tháng mấy, ngày mấy tháng mấy, ông học trường nào, ông làm gì, ông đi đâu, ông ứng cử rồi ông làm tỷ phú rồi ông phá sản, ông gì gì năm nào mình biết hết đúng không quý vị, đâu cần phải quen. Đúng không Nam Quan? Đúng rồi. Ví dụ như chị Hằng chị nổi tiếng quá mà đâu cần phải quen chị, bà nói là không có chơi với tôi, đâu dễ gì gặp tôi, không quan hệ, không 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 quen biết gì chơi với tôi mà tại sao dám nói gì tôi, biết cái gì tôi mà nói. Thì đó đâu cần quen chị mới biết. Những cái đơn giản nhất là mình search là năm nào tháng nào bà thưa ai, bà kiện ai, bà đi Canada, bà lấy chồng Canada, thì những cái điều bà nói trên mạng đó biết hết rồi đúng không, thì Nhưng đâu mà, cần quen. mà thật sự bà đâu có đi Canada ngày nào đâu. Thật sự là như vậy. Thưa quý vị, Nam Quang và anh Nguyễn Tử Dũng sẽ từ từ trình bày cho quý vị những cái dối trá của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà bà đi Canada năm nào, năm bao nhiêu tuổi? Bà nói bà đi Canada năm 16 tuổi, lấy chồng đi Canada năm 16 tuổi. Tất cả những cái đó chỉ là những là Vậy vậy cái là cái đứa con đầu tiên là bà nó ôm con về Việt Nam. Cái vấn đề đây nè thưa quý vị, khi mà mình nói về bà đó thì sẽ một con số người vô bươi móc đời tư này nọ kia, những cái đời tư nó đầy hết ở trên mạng và những cái điều đó bà nói. Và khi mà Dũng và Nam Quang nói, không phải nói khơi khơi từ những cái bươi móc ra, mà là bà đã bươi người ta ra quá nhiều thì bà phải phải chấp nhận cái luật chơi là công bằng, là bà phải cho phép người ta đưa bà ra những cái điều bà xạo, bà láo, bà trước đây sao sao, bà phải chấp nhận đó chính là sự công bằng. Bà moi móc bà bịa hết người này tới người nọ, đời tư đời riêng người ta, bao chồng bao vợ rồi sao bao nhiêu con rồi cái gì bà moi ra. Ủa mà bà không cho người ta đụng tới bà, là cái đó là cái sự không công bằng. Và cái ngày hôm nay mà qua Nguyễn Nam Quang với Nguyễn Tiến Dũng nói, để quý vị có thể thấy được là cái sự láo toét của một người phụ nữ này, để chúng ta có thể là đặt niềm tin vào bà hay không. Ví dụ như là bà láo, tại sao bà láo từ 400k mổ tim thành 4.000, bà láo từ 60 tỷ cho cái 2.000 mét vuông đất đó, 20.000 mét vuông đất đó thành là 600 tỷ. Rồi những cái láo của bà từ lúc trước cho tới bây giờ, thì để chúng ta thấy là bà này bà láo từ nhỏ tới lớn chứ không phải là bà mới láo đây. Thì khi mà bà đã 16 tuổi bắt qua Canada đúng không? Rồi chồng qua đời đúng không? Xong rồi đem 18 triệu đô la về đúng không? Đúng Đúng rồi. không? Rồi bà sinh năm mấy? Sinh năm 71. Vậy năm 16 tuổi bao nhiêu? Năm 16 tuổi là 1987 đúng không? Đúng rồi. Qua Canada rồi. Thì mà bả qua đó xong rồi cái bả quay trở về Việt Nam năm nào? Biết không? Không biết đúng không? Không. Rồi hôm bữa bả có nói cho nó, lần đầu tiên tôi nói tiếng Anh nha, bả nói cái gì? Find out hay là bả nói cái gì? Something cái gì đó, cái chữ tiếng Anh bả là lần đầu tiên nói tiếng Anh. Một người đi Canada mà lần đầu tiên nói tiếng Anh nghĩa là sao? Bà nói cho một cái livestream rồi của bà đó. Rồi xong rồi muốn người ta tin dễ ẹc. Thấy cái thẻ xanh gì của Canada là Đúng cái rồi, passport đúng Canada nữa. rồi, thấy lên. Đưa những cái tấm hình mà chị chụp Toronto. Mà một người mà sống ở đó với chồng với con không thể nào mà không bao giờ chụp một tấm hình với con mình, với chồng mình.
buổi đi ăn hay là những cảnh đẹp, ví dụ chẳng cần sống, nó chỉ cần bước qua đó thôi. Đúng vậy. Cũng đã chụp những tấm hình đơn giản thôi. Bây giờ chị chụp mé mé, xóa mấy cái thông tin nhạy cảm đi. Cái passport hay là cái thẻ xanh của Canada chị thảy lên, chắc chắn là người ta tin chị liền. Nhưng mà làm gì có chuyện đó, chỉ trừ cái hộ chiếu đảo ship của chị với lại gia đình thôi. À thấy ha, hình như là trên mạng đã thấy cái thẻ như thì là cái visa thưa, của bà. Thưa với lại quý vị, với lại chị Nguyễn Phương Hằng với anh Dũng là vôi, tại sao quý vị lại đang sống ở đất nước thanh bình được liệt vô dạng là một trong những nước đứng đầu thế giới về hạnh phúc đáng sống á, thì quý vị lại chuẩn bị cho quý vị một cái hộ chiếu ở đảo ship để làm gì, hay là quý vị đang tính là gom tiền rồi cao bay xa chạy hay chuyện gì đó, thì cái đó là rất là nhiều giả thuyết được cư dân mạng họ đặt ra. Họ cũng nói là bây giờ nếu mà để chạy cho một cái hộ chiếu ở đảo ship thì cũng mất khoảng chừng trên dưới là 2 triệu đô la để mà mua cái quốc tịch đó, để mua tài sản ở đó, rồi xong rồi đảo ship, quốc đảo đó họ cấp cho cái quốc tịch. Thì thưa quý vị, thì chuyển tiền ra bên ngoại quốc bằng cách nào? Trong khi là nhà nước họ đang siết về cái mặt quản lý tiền tệ, chuyển 5-10 ngàn thì ok, chứ không bây giờ chuyển vài triệu ra để mà lo cái hộ chiếu đó thì phải có những cái khúc mắc ở trong đó. Đó là tất cả những cái gì mà cư dân mạng họ đặt ra. Trời ơi, cư dân mạng họ thông minh lắm, bây giờ cái gì cũng họ cũng moi ra được hết á, đừng có tưởng bở. Cái vấn đề này nè thưa quý vị, thưa Nam Quang, là người ta không moi ra được, nhưng mà kẻ thù của chị nắm được bí mật của chị quá nhiều, những người đó sẽ leak ra. Và những người đó đâu? Đó chính là những người làm ăn xưa với chị, những người ở trong bộ chính phủ, bộ ngoại giao, những người ở nước ngoài, ở trong nước vân vân. Người ta sẽ leak ra, đưa ra những cái thông tin, rò rỉ ra những cái thông tin, những bằng cớ đó nha chị. Chứ những người bình thường như tụi tôi không cách gì mà leo đi đó mà mò ra trên internet những điều đó, trên mạng, trên Google không có. Mà chị nhớ một điều là chỉ có những người đã từng làm ăn với chị, từng nhờ vả với chị, từng có những ân oán giang hồ, ân oán làm ăn qua lại các thứ, những cái người mà chị chơi không đẹp, không sòng phẳng người ta, thì đây chính là cái lúc mà người ta quật lại chị đó. Trong đó thì hình như là có cô Quỳnh Ngọc Thiên Hương, hay là có một số người mà người ta giấu mặt, người ta không muốn đưa mặt người ta ra, nhưng mà các mối quan hệ, những cái mối làm ăn nợ chủ nợ của chị, hay là những cái người mà sát cánh cùng chị, bây giờ là chị trở mặt với người ta, ta biết gì bí mật của chị quá nhiều, người ta liếc ra những hình ảnh gì của chị, người ta liếc ra hết. Nghe chị nha. Đó thì là cái vấn đề Canada. Và khi mà 16 tuổi thì cho là 10 năm sau, không biết là mấy năm, nhưng mà năm 1996 thì quý vị thấy là nên tin bà Thanh Tuyền, hay là nên tin vào Vina Express, thưa quý vị, cái nào đáng tin hơn thưa quý vị? Tại sao Dũng hỏi vậy? Bởi vì trong cái báo này, nếu quý vị lên, quý vị gõ vào VN Express và trong cái phần pháp luật, thì quý vị sẽ thấy là có một bài kết luận điều tra chuyên án Nam Cam phần 21, hành vi cưỡng đoạt tài sản của Đỗ Đạt Giang. Thưa quý vị, thì những cái này có thể là một số người bươi móc bả. Thì mục đích của cái này là chỉ có để là quý vị xem là có nên đáng tin những cái điều những người phụ nữ này nói hay không thôi. Quý vị cứ việc lên rồi gõ. Thì trong này nó có như vậy nè thưa quý vị, bài viết dài nhưng mà Dũng tập trung vào một cái điều để quý vị thấy là cái việc láo toét bịa chuyện của cái người phụ nữ này có hay không. Để từ đó chúng ta ra một cái quyết định là mình nên tin cái người phụ nữ này bao nhiêu phần trăm. Tin hoàn toàn hay là bao nhiêu phần trăm, hay là không tin. Nhưng thưa quý vị, bởi vì cả hai vợ chồng bà là ông Dũng Lò Vôi và bà này đều bịa ra một cái câu chuyện này. Mà nếu mà một người không cần thông minh lắm như Nguyễn Tiến Dũng, không cần thông minh lắm, mà mình đi ngược lại cái mốc thời gian, thì mình sẽ thấy là cái việc đi Canada, chồng chết và 18 triệu đô la đem về có hay không. Dũng đọc cho quý vị nghe. Kết luận điều tra chuyên án Nam Cam phần 21, hành vi cưỡng đoạt tài sản của Đỗ Đạt Giang.
lợi dụng vị thế của Nam Cam, Đỗ Đạt Giang đã đe dọa cưỡng đoạt căn nhà 21/15A đường Trường Sơn của chị Nguyễn Thanh Tuyền, 5 lượng vàng của bà Nguyễn Thị Ngọc Nương, Ngọc Nương là mẹ của chị Nguyễn Thanh Tuyền nha thưa quý vị, 100 triệu đồng của chị Lê Thị Hồng Ngọc, 30 triệu đồng của anh Lâm Hưng Quốc. Thì hai cái nhân vật kia thì mình cũng không có cần thiết phải quan tâm đến, mà cái người quan tâm đến đây là cái nhân vật tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. 2.1/2.1, hành vi cưỡng đoạt căn nhà 21/15A đường Trường Sơn. Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã khai, 1996, chị Tuyền có quen biết với Đỗ Đạt Giang. Năm 1997, Tuyền đã thuê căn nhà số 21/15A đường Trường Sơn của anh Trần Huy Hoang để ở và sinh sống với Giang ở đây như vợ chồng. Năm 1998, chị Tuyền đã mua lại căn nhà này với giá 52 lượng vàng. Toàn bộ quá trình giao dịch mua bán, Tuyền đều trực tiếp làm việc với anh Hoang. Giấy tờ mua bán căn nhà này do anh Hoang viết cũng chỉ ghi bán căn nhà này cho Tuyền. Nhưng sau, kế bên đó là có mở ngoặc ra, chữ BL2.V14T12.206208 này là gì tôi không hiểu. Cái này trên luật gì của Việt Nam á. Thì mình nhìn vào để mình thấy là cái nó gần như là case number, cái viết tắt mình không biết. Nhưng sau đó Đỗ Đạt Giang đã nhiều lần đánh Tuyền, bắt Tuyền phải ghi thêm tên Giang vào giấy tờ mua bán. Khi Tuyền về nhà mẹ đẻ để ở, giấy tờ căn nhà này Tuyền gửi bà nương mẹ của Tuyền. Nhưng Giang đã đến đe dọa ép bà nương phải giao toàn bộ giấy tờ nhà cho Giang, rồi bắt Tuyền phải viết giấy cam kết không tranh chấp căn nhà này với Giang. Quá trình mua bán căn nhà này với Giang chỉ tham gia ở giai đoạn cuối là đến hạn phải thanh toán số tiền còn thiếu. Lúc đó Tuyền không có tiền nên phải nhờ anh Hoang giới thiệu đến vay tiền của anh Chí ở 198 đường Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3 với lãi suất 3% một tháng. Lúc đầu anh Chí chưa đồng ý cho vay, sau đó mấy ngày anh Chí mới đồng ý. Khi đi đến nhà anh Chí để hỏi vay tiền thì có Giang đi cùng. Và khi đến nhận tiền của anh Chí, Giang cũng đi cùng. Và Giang trực tiếp viết giấy vay tiền của anh Chí thay cho Tuyền. BLV14T2207221. Rồi, xác minh lời khai của Tuyền kết quả như sau. Anh Trần Huy Hoang, chủ căn nhà 21/15A đường Trường Sơn xác định chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền là người trực tiếp mua căn nhà 21/15 đường Trường Sơn với giá 52 lượng vàng đã trả tiền cho anh Hoang. Mọi quan hệ mua bán và thanh toán tiền đều do Tuyền trực tiếp, chỉ có lần cuối cùng khi đi vay tiền của anh Chí để trả cho anh Hoang thì Giang có tham gia và là người ký giấy vay tiền anh Chí. Anh Hoang khẳng định giấy mua bán căn nhà này chỉ có anh và Tuyền ký chứ không có Giang. Còn hiện nay tại sao giấy mua bán này lại có Giang ký thì anh Hoang không rõ. Lời khai này phù hợp với lời khai của Tuyền về việc Giang bắt Tuyền phải để Giang ký thêm vào giấy mua bán. Rồi còn một đoạn nữa thôi là sắp hết thì quý vị ráng kiên nhẫn nha. Anh Bùi Quốc Chí ở 198 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3 xác định anh Hoang là người dẫn Tuyền và Giang đến nhà anh Chí hỏi vay tiền để trả cho anh Hoang. Khi anh Hoang cho Tuyền và Giang vay 7 lượng vàng thì Giang là người viết giấy vay tiền của anh Chí với lãi suất 3% một tháng. Sau khi vay thì chị Tuyền là người đã trả tiền lãi cho anh Chí. Hết thời hạn vay, anh Chí đã đòi nhiều lần thì Giang mới trả được 5 lượng vàng, còn nợ 2 lượng vàng. Nhưng khi trả thì anh Chí thấy bà Nương, mẹ của Tuyền là người mang vàng đến giao cho anh Chí. Rồi, cụ thể hôm đó anh Giang hẹn Chí đến nhà Giang để Giang trả tiền. Theo hẹn, anh Chí đến nhà Giang nhưng khi đến thì Giang chưa có tiền trả. Đợi một lúc sau, thấy một người phụ nữ mang đến 5 lượng vàng giao cho anh Chí. Khi đó, Giang mới cho Chí biết người này là bà Nương, mẹ của Tuyền. Khi Chí thấy Giang hỏi bà Nương sao không mang hết, thì bà Nương nói chỉ vay được có vậy. Mở ngoặc BLV14T2-235-236. Vấn đề này là gì thưa quý vị? Thứ nhất là một người đang có trong tay 18 triệu thì tại sao lại đi mượn tiền, mượn 5 cây, 7 cây vàng, mượn rồi xong rồi phải đi mượn tiền để trả nợ cho cái người này, rồi mỗi một tháng trả 3% vậy đó. Thì đây là của báo VN Express thì không thể sai. Trong này có cái số case, có cái lời khai của người này người người kia. Thì cái vấn đề này là làm sao thưa quý vị? Nếu mà đương nhiên tự nhiên khơi khơi đâu cái mình mối này ra mình nói gì bà này, thì cái đó là mình vô duyên, mình phạm luật.
Nhưng mà cái này khi mà Nguyễn Tiến Dũng nói thì có nghĩa là sao? Để chúng ta xác tính được là cái độ tin tưởng của cái cặp vợ chồng Dũng Lò Vôi và chị Thanh Tuyền này được bao nhiêu phần trăm để mình tin tưởng, để mình quyết định coi là mình có ủng hộ bà này trong cái vấn đề mà bà vì dân, vì nước, vì 97 triệu người, vì cái gì thì từ thiện rồi cái gì của bà, mình có tin được hay không? Ha, đúng không? Tức là mình phải truy ra là cái độ thành thật của bà này bao nhiêu, là như là bao nhiêu phần trăm. Ví dụ bên Mỹ này cũng vậy, một người nhân chứng khi ra tòa kể cái câu chuyện gì đó thì bắt buộc là cái gì, phải thề, thề là cái câu chuyện này của tôi nói có đúng hay không. Và sao ạ, trước khi mà ra thề bồi đó là phải check lại hết toàn bộ cái hồ sơ, nhân thân của người này, giật nợ giật gì đó, có bạo hành gia đình, có hâm buôn heroin, bao lần nói láo, bao lần gì đó, nó moi ra hết. Thì cái này cũng vậy, trước khi tin một cái người nào đó mà đang ra rã mà sách động nguyên một quốc gia, bao nhiêu con người lên rồi chửi bới rồi sỉ nhục hết người tới người đó, như vậy thì cái độ tin tưởng của người này như thế nào, thì mình phải xem lại cái quá trình người đó sống, hoạt động, cống hiến, làm việc là như thế nào, đúng không ạ? Đúng không? Thì như vậy đây, một người mà 16 tuổi đi lấy chồng Canada, chồng chết đem tiền về 18 triệu mà đi mượn tiền mua cái nhà, mượn 5 cây, 2 cây, 2 lượng cái gì đó với đàn em của 5 cam như vậy, và là xuất thân vợ vợ chồng chồng với lại cái người mà giang hồ gộc, giang hồ gốc, giang hồ nổi tiếng luôn, thì chúng ta sẽ không lạ lùng gì khi mà ngày hôm nay bà cư xử một cách rất là tục tiểu mà vô giáo dục ở trên mạng xã hội như vậy. Mình có lạ không? Không. Hồi đầu mình hơi lạ khi chưa biết về cái bà này, bây giờ biết rồi có lạ không? Không. Chỉ có nhiều người lạ, mình chỉ lạ lùng, ô tại sao? Mà bao nhiêu năm trời làm việc với lại những cái người mà nhân viên của bà thì đã vô Đại Nam làm nhưng mới chắc giỏi mới được vô đó làm. Chỉ có những cái người mà đang suối bả tầm bậy tầm bạ đó là ba trợn thôi. Còn những người mà thành công như anh Dũng Lò Vôi, con anh Dũng Lò Vôi cũng học nước ngoài. Rồi những người mà có tư cách vậy thì đáng lẽ là phải có sự thay đổi để thành người tốt hơn, để ăn nói chừng mực, đàng hoàng ở trên mạng xã hội với tư cách là bà chủ Đại Nam chứ. Tại sao mà lại mày tao như vậy, có nghĩa là sao? Chửi sang xoét, chửi không ngưng, không nghỉ, không ngượng mồm, không e dè, và từ ngữ tục tiểu thô lậu nó tuôn ra như vậy thì chứng tỏ là cái gốc của cái bà này là dân giang hồ chợ búa, đâm thê chém mướn đồ này nọ kia, là bà sống, bà xuất thân từ đó ra đó. Thì quý vị thấy đó, 1996 là bà 26, rồi 1998 bà 28 tuổi, mà cầm trong tay 18 triệu đô la mà chạy đi vòng vòng, đi mượn nợ, mượn gì để mua cái nhà rồi ở với lại giang hồ này, có nghĩa là sao? Một người mà có 18 triệu đô la là vậy đây hả thưa quý vị? Đúng không ạ? Ông thấy đúng không? Thí dụ tôi có 18 triệu, tôi có chạy đi, hay là tôi có giao du với lại giang hồ, ăn ở với nó như vợ chồng, để nó đánh bầm mặt bầm mày, nó đánh mà má nhận không ra, rồi dắt nhau rồi chạy đi mượn nợ 7 cây rồi trả trước 5 cây rồi mượn nợ tiếp để trả tiếp 2 lượng với lại thiệt ra là cái đường đời mình đi mượn nợ bao nhiêu là cái chuyện bình thường, mua trả gốc là chuyện bình thường, mình phải có uy tín mình mới mượn nợ, mình phải có cái niềm tin nhà của chúng ta mình mới mượn, đó là chuyện bình thường. Dũng không có nói đến cái chuyện bà này đi mượn nợ bên này là bất thường, là không phải. Dũng cũng đi mượn nợ mua xe mua nhà ở bên Mỹ này là bình thường, mua xe là chuyện bình thường, nhưng mà trả góp là chuyện bình thường. Mà cái ý nghĩa mà Dũng đang đề cập đây là cái chuyện nói láo, bịa ra cho mình một cái hào quang là 18 triệu với Việt Kiều này nọ, mà một chữ tiếng Anh, lần vừa rồi mới xác nhận là lần đầu tiên nói tiếng Anh, không giấy tờ, không như gì để chứng minh, không hình ảnh gì để chứng minh mình là Việt Kiều Canada, không có. Rồi bây giờ là báo đăng như vậy thì báo này đáng tin, báo nhà nước đáng tin, hay là những cái lời huênh hoang của bà Tuyền nổ này đáng tin thưa quý vị? Cái nào đáng tin, những cái điều Dũng đọc này đáng tin, hay là quý vị cứ search lên đi nha, là kết luận điều tra chuyên án 5 cam phần 21, hay là khỏi phần 1 gì, nó nhảy ra hàng loạt quý vị coi. Nhưng mà trong phần 21 này thì nó ghi, người ta viết rất là rõ về cái vụ án này, trong đó có bà Tuyền và mẹ của bà là bà Nương đó. Rồi đó là cái chuyện mà về cái sự thật thật giả giả, cái sự nổ hay không nổ của cái bà Tuyền này.
để chúng ta có thêm khái niệm về cái người mà đang chửi giới nghệ sĩ, chửi hết người này người đó, mặc dù bà nói người ta chửi bà vô cớ, nhưng mà thật sự bà mới đang chửi người ta vô cớ. Đàm Vĩnh Hưng đâu dính líu gì trong cái vấn đề mà bà với lại ông kia yêu nhau rồi gạt nhau rồi gì đâu, đâu dính líu. Bà chửi người ta mới là vô cớ. Hoài Linh đâu dính líu gì. Ủa Hoài Linh, ủa gì Nguyễn Xuân Phúc cũng giao du với lại Hoàng Yên vậy, có đúng không? Đàng hoàng đó. À? Ừ. Sao bà không chửi? Rồi cứ một mực nói là tại sao giờ này nó vẫn còn chưa chịu lên tiếng. Ủa vì sao bà không bắt cái người lên tiếng là ai? Sở Văn hóa, bệnh viện Đông y, trường đại học Đông y, dây dừng đại học y dược, trong đó ngành Đông y, rồi Sở Y tế, Bộ Y tế vân vân. Những cái người đó lên tiếng mới có giá trị. Chứ còn mà tôi hay ông hay là Hoài Linh hay là Kim Tiểu Long, nãy anh có talk show anh cũng kêu gọi lên nói chuyện. Những người đó là chỉ có thêm để cho người ta biết về cái việc có chữa hết hay không thôi. That's it. Không có giá trị gì trong cái vấn đề mà để xác định là Võ Hoàng Yên là có phải lang băm hay không, chữa cái chết người hay không, có tài giỏi hay không, có bằng cấp hay không gì không. Những người đó không hề. Người ta chỉ là cái người mà bệnh nên xong rồi thì thôi phước chủ may thầy chạy tới đó nhờ thầy giúp. Hết thì may quá, không hết thì thôi, giống như không chết thôi, không hết thôi, giống như đi bệnh viện cũng sometime cũng có hết đâu, đúng không ạ? Thì tại sao không kêu những cái người bộ, các bộ y tế, bộ ban ngành, các sở y tế, các bệnh viện đông y hay gì đó, những người đó lên tiếng mới có giá trị, hay bộ công an gì lên mới có giá trị. Còn những người này lên có nói không nói thì cũng chỉ là mang mục đích tham khảo thôi, mắc mới gì người ta không nói. Ta có quyền giữ im lặng mà. Chửi người ta dữ vậy, rồi cấm cửa người ta, xúc phạm nghề nghiệp người ta, không được tới Đại Nam, rồi xong rồi đồng bóng, rồi múa đồng múa cốt, rồi thế này thế nọ, sỉ nhục người ta, rồi xứng ca vô loài, rồi tụi bay thế này, tụi bay chó, tụi bay khốn nạn, tụi bay này nè. Ủa gì kỳ vậy? Đúng không? Mời ông, ý kiến gì? Long Quang hồi sáng nay có đọc một số những cái chia sẻ của quý vị khán thính giả đó, Long Quang có lưu lại, nhưng mà cuối cùng lại nó nằm đi đâu rồi Long Quang đang tìm, trong lúc anh Nguyễn Tiến Dũng đang nói Long Quang tìm mà lại tìm không ra. Những cái chia sẻ rất là hay. Tìm đây nè, cái này là có một cô ở Bình Dương, nó là cô này tên là Thu Hà Trương Thị, nó là trước tiên cô xin chào Long Quang Tiến Dũng, cô là người Bình Dương. Ngày nào cô cũng coi hai con nói chuyện, cô rất vui, coi đến mấy chục lần cũng không chán. Nhất là cháu nói tiếng ông là vôi cười té xỉu, nhất là nói đúng, nói sai rất trình độ, nghe nhức cả đầu, tung óc, vừa nhức nhối, vừa có duyên làm sao ấy, thế chưa khen ông đó. Ủa gì hả? Ông có duyên. Năm nay cô 74 tuổi mà cô cũng ham vui. Cảm ơn cô. Nhưng khi nghe cảm nhận cuối cùng, chúc hai cháu trẻ mãi không già. Khi hai cháu nhận được tin nhắn đọc lên mạng cho cô vui với nghe. Yeah. Cô ba Bình Dương, nhớ đọc tin nhắn của cô trông lắm đó. Mai mốt con về Việt Nam cho cô nắm tay hai đứa nha. Dễ thương không? Ừ. Dạ. Cô ơi, cô ra sân bay bảo vệ tụi con nha cô. Mà sáng guốc, sáng dép, từ đầu con mà sáng xuống. Mà tán vô mặt, gặp đâu đánh đó cô ơi. Thì cũng có nhiều tin nhắn dễ thương lắm quý vị. Nhưng mà tại sao Long Quang không có tìm trong ra? Lúc ông tìm thì Dũng nói thêm cái này. Ông chia sẻ đi. Dũng nói về cái, Dũng hay nói về cái chuyện nhân quả. Và nhiều khán giả thì cũng hay nói nghiệp quật nhân quả này nọ. Khi mà mình xài cái khẩu nghiệp mà mình chửi người ta quá, giống như chị Hằng đó, thì khi mà những điều chị Hằng nói thì rõ ràng là có nhân quả thưa quý vị. Nó gọi là karma hả? Karma. Yeah. Nó là như vậy, mình làm cái gì, tức là what go around, what run around, what come around, what what go around come around. Yeah. What go around come around, tức là mình cho cái gì, giống như là you give the shit, you get the shit vậy đó. Tức là mình cho cái gì mình nhận cái đó. Cho là nhận. Mình cho những lời lẽ tốt đẹp thì mình nhận lại những lời lẽ tốt đẹp. Mình cười người ta cười lại với mình. Mình nhìn vô tấm gương, mình gương á, cái mình chửi nó thì cái mặt cái trong cái tấm gương không thể nào mà cười với mình được. Ừ. Đúng không quý vị? Nó là như vậy. Thì ngày hôm nay, ngày cái trước cái ngày hôm nay thì bà chửi là
tụi bay khốn nạn, tụi bay vô con dâu của tao mới cứ về mà tôi vô tụi bay chửi tao là con đỉ. Thiệt là tội nghiệp cho cô con dâu này, rõ ràng là cô không có xứng đáng để bị những cái mà do cái bà mẹ chồng làm chứ không phải cô làm. Đúng không quý vị? Đúng không? Rất là tội nghiệp cô. Nhưng mà chị Hằng, chị đáng lẽ những cái điều này không nên lên trên YouTube nói. Bởi vì chị không nói thì chỉ có những cái đứa mà những cái người mà người ta chửi con chị, con dâu chị là gì thì những người đó mới biết. Hoặc là một số người trên cộng đồng mạng có cái đọc cái đó thì mới biết thôi. Khi mà chị lên chị nói cái 97 triệu người dân biết hết là chị đang bị nghiệp quật. Và cái cô con dâu này là đang bị ảnh hưởng theo về cái nhân chị gây qua ra thì cái quả là con dâu chị gặt. Là tại sao? Tại sao chị nói là vậy chi để bây giờ cháu nó thiệt ra nó cũng không dám ra đường nữa. Đúng không? Chứ dù chị thương con chị quý mến con chị, có thể là tức giận đó nhưng giấu giùm cho cháu. Đúng không? Bây giờ là toàn thế giới cộng đồng người Việt này biết là con do bà Nguyễn Phương Hằng bị người ta vô ta chửi quá trời. Moi ra là nó là làm gái, làm đĩ cái gì từ hồi trung học, cái gì tùm lum tà la chứ đó. Tại sao mà có những cái dạy nào mà những cái người hồ đồ, mà những người mẹ mà chị hồ đồ mà chị hại bị ảnh hưởng, không nói chi con chị bị ảnh hưởng. Rồi con chị nó có vui không khi mà chị leo lên chị nói là cô vô mới cưới cô vợ của nó là bị người ta chửi làm đĩ làm này làm nọ. Không hay đúng không? Có những điều đâu phải lúc nào cũng leo lên dịnh đem ra xong rồi cái đi chửi người ta là tại sao dám chửi con chị là làm nghề đó. Con gái chị. Rồi đâu ai biết là anh Dũng đang bị cộng đồng mạng những người đó vô tấn công ảnh là mặt sừng xiết chửi bới ảnh này nọ đâu. Tự nhiên cái bả lên bả khai luôn à. Chửi chồng tôi, chửi con gái tôi, con dâu tôi mới về cưới về, chửi tôi tụi bay là cái lũ này. Xin thưa cái đó chính là cái nghiệp do chị tạo ra mà những người thân chị ảnh hưởng mà hưởng ngay tức thì luôn. Có phải là chính chị lên chửi Phạm Ngà đi làm đĩ ở bên Dubai không? Chửi cả nước làm đĩ luôn. Dạ, không, nhưng mà giờ mình túm lại chị chửi đích danh tên cổ đó. Có phải chị đang chửi không? Chị vừa chửi xong là chị cưới dâu về là lớp chị bị chửi, lớp dâu chị bị chửi. Có phải là nhân quả, có phải là nghiệp báo tương gia, quan gia ngõ hẹp. Cái đó là nhân quả. Mà nó thấy ngay tức thì luôn. Rồi, có phải chị chửi vợ của Dũng lò vôi? Ồ, phải vợ của anh Dũng Taylor. Chị chửi vợ của người này, chồng người nọ. Chị chửi vợ của người này, người nọ. Rồi xấu hơn lờ chị gì tùm lum tà lá hết trơn. Thì ngay lập tức chồng chị bị chửi tan nát. Chị bị, chồng chị bị. Làm sao thưa quý vị? Đây là một cái bài học về nhân quả rõ ràng nhất trong cái thời đại 5G này. 5G. Đúng không quý vị? Đúng không? Ông thấy đúng. Nó tức thời luôn. Người ta nói là ngày xưa quả báo còn chày, ngày nay quả báo thấy ngay nhãn tiền. Nó không đâu xa thôi. Mới có mấy ngày thôi đó. Mới có chừng 4-5 ngàn tuần thôi đó. Là chị rước cô dâu về chưa kịp vui nữa. Là cô đã bị những cái thứ mà chị quăng cho người ta thì chị chửi người ta có một, chửi một, chị chửi một mình cô chị với lại cô Phạm Ngà. Thì lập tức con chị bị mấy chục ngàn người nhào vô chửi rồi. Tức là nhân quả nó dễ sợ như vậy đó thưa chị. Nó kinh khủng tới như vậy đó. Thì sẵn đây đó thì những cái câu chuyện mà về nhân quả, về gieo cái điều thiện lành này đó kia mà Dũng có chia sẻ. Không ơi, Dũng chia sẻ khơi khơi. Mà Dũng nghĩ ít nhiều gì cũng sẽ có những một số người người ta nghiệm lại trong cái cuộc đời của mình. Dũng đã từng chứng kiến những cái nhân quả đó thì Dũng chia sẻ. Thì Dũng nghĩ là chắc nó đâu xa xôi đó, chắc là không có đâu, hay là mọi người đều nghĩ vậy. Mà bây giờ nhìn lại bài học của chị Hai Phương Hằng rồi mọi người sẽ thấy bả moi móc tại ông vợ ông Yên Tám, đời vợ mấy đứa con ai ngủ với ông. Ổng là Euro xanh, ổng là lấy con vợ què. Hôm nay bởi là bắt đập miệng lắm nha. Đi lấy con vợ què, có cái con đi chăn dịch được, chứ dùng những cái từ mạt sát cái người phụ nữ mà bị khuyết tật mà què gì tức là không có đi được á, mà dùng cái từ thì ghê lắm. Vợ què đi chăn dịch rồi xong rồi lấy người ta, rồi xong rồi cái con vợ già hơn không bao nhiêu tuổi, cái gì đó bả moi ra. Thì lập tức là bả bị người ta moi ra là bao nhiêu đời chồng, rồi ngủ với ai, lấy ai, giang hồ ả gì, rồi đưa người chồng nào vô tù, rồi xong rồi cướp tài sản người chồng đó, rồi cho tiền cái gì đó để mua luật pháp để này nọ kia.
có phải là nhân quả không quý vị? Chàng chỉ moi vợ con đợi Tư Ông Nguyên ra đời lập tức chỉ bị moi ra ngay lập tức luôn. Xong rồi chứ nói là ông Nguyên bị giết người nào kia thì ngay lập tức luôn ở trên mạng những cái bài báo moi ra những cái lời cái chuyện mà hồi xưa Đại Nam mới bị voi nó đập chết, nó đạp chết người những người công nhân. Đúng rồi. Xong rồi cọp sẽ sổng ra cắn người ta chết nữa. Cọp sổng ra cắn người ta xong rồi cái gì thác nước gì đó mà nó ào ra để mà nó giết nó làm chết người này nọ, rồi cái vợ chồng bả gì phải bung tiền ra để mà mua sự im lặng, mua pháp luật này nọ. Bao nhiêu cái chuyện đó nó lại moi ra. Cho nên người ta nói give the shit, get the shit, vui cho cứt thì vui nhận lại cứt. Cái tiếng Anh nó là vậy. Không có cách gì mà mình cho cứt mà mình muốn nhận lại được hương hoa, bánh trái thơm ngọt hết trơn. Cho nên ngày hôm nay mỗi ngày chị đều mỗi lên mỗi chữ người ta. Thì chị đang cho ra nghiệp thì chị nhận lại nghiệp. Chị cho ra nghiệp ác thì chị nhận lại nghiệp độc. Đó, nó là như vậy. Ok. Tôi cắt lời ông ông bổ sung đi để tôi nói nhiều quá bị la. Không phải là bổ sung cho cái chi tiết anh Nguyễn Tiến Dũng nói đâu, tại vì anh Nguyễn Tiến Dũng anh nói cái đó nó đầy đủ quá rồi. Năm Quang chỉ nói một cái câu mà một người khán thính giả ở trên cái website nói nè, cái chat room nói là tên là Trung Tuyết ha. Có Nguyễn Phương Hằng Canada thật nhưng là người khác. Chị Tuyền thấy người này giàu có nên đổi tên ngày sinh theo tên Hằng Canada. Hèn chi Nguyễn Ngọc gì Quỳnh Ngọc Thiên Hương. Yeah. Có nói về cái vấn đề này. Đó là cái mà nó khủng khiếp là cái chỗ đó thấy chưa? Kinh khủng không? Khủng khiếp. Rồi. Cảm ơn Trung Tuyết. Cảm ơn cái thông tin trong lúc mà anh Nguyễn Tiến Dũng Nên tôi xin phép ông để cho lúc ông đang tìm cái gì đó đúng không? Rồi, Nam Quang đã tìm ra được một cái chia sẻ của bạn tên là Nguyễn Linh Lan. Nam Quang xin chia sẻ ở đây luôn quý vị nha. Thân chào hai anh và tất cả các bạn thương mến hai anh Nam Quang Tiến Dũng. Thông tin mở rộng ban truyền thông văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin văn hóa thành phố Hồ Chí Minh là bước ngoặt khởi đầu cho việc chấn chỉnh lại một số vấn đề liên quan bà Hằng và còn phải xử lý nghiêm những hành vi nhục mạ nói chung nhiều người và nói riêng, nhất là các anh chị trong giới nghệ sĩ là người của công chúng trên cả nước bị bà nhục mạ làm ảnh hưởng đến xã hội và tất cả gia đình trong cả nước cùng nhiều vấn đề khác liên quan, và cho cộng đồng cùng lớp thanh thiếu niên hiện tại và sắp tới trong tương lai. Tất cả chúng tôi, những người Việt hải ngoại luôn hướng về đất mình cùng chung tay với tất cả những người cùng đồng lòng, cùng chí hướng mấy tháng qua với các anh truyền thông YouTube và nhất là hai anh Nam Quang, anh Tiến Dũng có tiếng nói và thông tin đáng được tín nhiệm để cho những người cộng đồng mạng như chúng tôi có lòng tri ân, tin tưởng. Cảm ơn đến hai anh có tiếng nói trung thực mạnh dạn nhất thời gian qua và hiện tại bây giờ, tuy có chút hài hước nhưng vẫn xung quanh những chuyện về như là trong nhà ngoài phố tinh nghịch một chút cũng là lẽ thường tình. Bởi vì Hằng lò lửa nên hai anh phải đáp trả bằng những clip tinh nghịch một chút và được mọi người vui vẻ ủng hộ, trong số đó có cả gia đình, bản thân tôi và nhiều bạn bè tôi luôn tích cực ủng hộ và rất cảm ơn hai anh vì mọi người, vì chánh nghĩa bước vào cuộc chống đối và phản đối lối sống mở ngoặc độc tài Phương Hằng nữ phát xít Đức đóng ngoặc đang sống tại công ty khu du lịch Đại Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn Lan Nguyễn. Cảm ơn bạn Lan Nguyễn đã có những cái chia sẻ tích cực đến với lại Nam Quang và anh Nguyễn Tiến Dũng. Thì đó là Nam Quang cũng muốn cảm ơn thì cảm ơn người này nè. Ông cảm ơn xong đây rồi tôi bổ sung tên cho ông cảm rồi, ơn ok. Là Hương Ngô Cát Thiên là cho từ Canada, cho tiền Canada cứ 139.99 hoài từ nãy giờ nè. Vậy mà hả? Tổng cộng hồi nãy giờ là BTSON đó là 1.500 rồi. Ôi trời. Mà cứ cho vậy thì hồi nãy Nguyễn Tiến Dũng nói đúng không? Đúng không Cát Thiên ơi, là tại vì cái mà Dũng thấy như vậy thì Dũng cứ việc Dũng tự Dũng chia đôi ra nha, hay là Dũng như thế nào, Dũng ôm trọn được không? Lỡ nói rồi. Là...
rồi, cảm ơn. Thôi bây giờ thì Dũng thấy cứ cho giống nhau vậy thì Dũng cứ chia đôi ra đi nha. Là sẽ có của Nam Quang. Rồi. Bối rối luôn rồi nãy giờ là trời ơi sao mà được nhiều quá, là không nói nên lời luôn á. Cảm ơn rất là nhiều nha. Thì Dũng đã từng hứa rồi đó. Những cái khoản này thì lâu lâu cái Dũng thấy những cái trường hợp nào mà thương tâm hay là cần sự giúp đỡ thì Dũng sẽ trích tiền nhiều lần từ ở trong cái quỹ của các anh chị cho, để Dũng coi như là chia sẻ những cái lọc của mình có thì mình chia sẻ cho người khác, thì mình cũng được vui. Cái niềm vui mà mình chia ra thì mình cái niềm vui nhân lên gấp 3, gấp 4. Còn cái nỗi buồn mà cũng chia ra thì cái nỗi buồn nó sẽ vơi đi cũng gấp 5, gấp 6, đúng không ạ? Cảm ơn anh Nguyễn Tiến Dũng đã có những cái ý rất là tốt đó. Thưa quý vị, ngoài cái chuyện mà anh Nguyễn Tiến Dũng vừa nói thì trong cái thời gian vừa qua, năm qua với anh Nguyễn Tiến Dũng cũng có đóng góp chỗ này chỗ kia mà chúng tôi không có lên tiếng nói khoe là mình đóng cái gì, tại vì thật sự ra nó cũng không có đáng bao nhiêu. Năm qua còn nhớ là khoảng chừng cũng rất là lâu rồi, lúc mà năm qua còn học ở El Camino College đó, là năm qua làm mình gọi là gì là president của VSA ở El Camino College đó. Thì năm qua với lại một người bạn là anh Hải đó, là cựu của VSA, president của VSA El Camino College luôn, thì có tổ cùng với lại các bạn trẻ ở đó có tổ chức những cái đêm gọi là Coach Night đó, rồi xong rồi mình lấy cái tiền đó mình cũng gửi về cho bên Việt Nam, gửi về vô trong hội chữ thập đỏ thưa quý vị, để mà rồi xong rồi mình có cái message là cái này, cái tiền này là để dành cho những người đồng bào bị lũ lụt ở bên Việt Nam thôi. Thì đó, nó bắt đầu từ những cái trường hợp như vậy. Về sau này Nam Quang cũng có đi collect tiền của bạn bè, lâu lâu ngồi trên bàn cà phê mình thấy những cái trường hợp nào thương tâm thì mình cũng collect tiền mình gửi về. Cũng giống như có một lần mà nhạc sĩ gì Việt Khang thưa quý vị, cách đây cũng chắc hơn 10 năm rồi, nhạc sĩ Việt Khang lúc đó bị đi tù đó thưa quý vị, thì Nam Quang cũng ngồi ở giữa bạn bè vậy xong rồi nói chứ ok giờ tao ủng hộ Việt Khang 100 này, giờ tụi bay mỗi đứa góp dùng 150 gì đó đi. Thì lúc đó trên bàn ngồi thì cũng mấy người bạn đóng vô, mỗi người được 50% gì đó, xong gom lại 500 thì gửi cho Việt Khang. Thì nhưng mà thật sự ra cái lúc đó không biết gửi cho Việt Khang làm sao. Nam Quang cũng có liên lạc người này người kia, xong cuối cùng không biết gửi làm sao. Nam Quang giữ số tiền đó cho đến lúc mà Việt Khang qua bên tới bên này nè. Ok, Nam Quang gặp Việt Khang ở đây, xong rồi Nam Quang nói Việt Khang anh còn giữ của em 500 nè, cái xong rồi Nam Quang ký cái check 500 đưa cho Việt Khang đó. Việt Khang cũng cảm động lắm. Thì thưa quý vị, cũng nhiều lắm những cái chương trình quỹ có thịt cho trẻ em miền Bắc nè, rồi cơm có thịt, rồi xong rồi quỹ chăn ấm, rồi những cái quỹ mà làm bắt điện rồi bắt nước gì đó cũng ở ngoài Bắc luôn, cho các trẻ em vùng cao, thì Nam Quang cũng có tham gia. Thì sau này Nam Quang với lại anh Nguyễn Tiến Dũng sẽ lâu lâu đó mình sẽ có những cái chương trình là mình nói là mình thăm dò dư luận á, thăm dò quý vị coi quý vị nghĩ là sẽ có những cái chương trình gì mà quý vị nghĩ thấy cần phải giúp đỡ đó. Thì lúc đó Nam Quang với anh Nguyễn Tiến Dũng sẽ sẵn sàng trích một số khoản tiền ra để mà ủng hộ, rồi quý vị có đóng góp gì thêm nữa thì ủng hộ vô nha quý vị nha. Thì đó, Nam Quang nghĩ sao nói vậy thôi, nói thật từ cái lòng của mình vậy đó. Trở lại với anh Nguyễn Tiến Dũng. Khoan, để cảm ơn anh Huy Đức đã, anh Huy Đức đang xem. Mới chào anh Huy Đức. Chào anh Huy Đức, anh Huy Đức ơi. Huy Đức thần sấm sét hả? Chắc vậy. Ok. Thấy mọi người vô chào anh Huy Đức quá trời nè, cho nên mình okay. Cho nên mình cũng chào anh Huy Đức. Chào anh Huy Đức. Rồi sẵn Nam Quang nó cứ vô tiền nên bây giờ thôi tôi bước qua nỗi sợ hãi. Tôi kể một cái câu chuyện nhỏ nhỏ thôi. Ok, ông chia sẻ đi. Chia sẻ thôi ông ta mình. Hôm nay chia sẻ thiệt. Thưa quý vị, ngày xưa đó tức là cái đồng tiền này nó có thể làm mình thanh thản, mà nó cũng có làm cho mình ăn năn bứt rứt suốt cả cái cuộc đời của mình đó. Nó là vậy nè thưa quý vị, ngày xưa đó thì năm 1987
thì Dũng có cái huy chương vàng, có ba cái huy chương vàng đầu tiên bộ môn khiêu vũ tại Việt Nam, rồi năm 88 và năm 89 liên tục như vậy đó. Thì Dũng cũng đi diễn, đi biểu diễn nghệ thuật mà bà Hằng bà nói là gì, nhảy đầm kim nhảy đực cái gì đó, đại khái là bà cũng xúc phạm với khiêu vũ rồi đó nha, với khiêu vũ nghệ thuật đó. Thì cái chuyện đó như vậy thưa quý vị, đó nghèo tám mấy nghèo rồi, còn nghèo sơ người xác đi không có tiền mấy đồ, mà là đi lên trên có cái lúc đó thì đã có videotape rồi, xong rồi mới mượn, lâu lâu mới mượn được cái một cái videotape về để coi dân khiêu vũ quốc tế người ta mặc đồ sao. Xong rồi cái mình mới coi theo đó, cái mình mới mua vải, mua kim sa hột lụ về cái gắn vô cái đi biểu diễn rồi đó thứ cái gì. Thì lâu lâu cái gom được ít tiền cái mua một chỉ vàng, lâu cái mà vật đáng giá nhất mà đó Dũng mua được đó chính là cái gì biết không, cái máy sấy mà để sấy tóc để cho nó dựng lên, rồi cái xịt keo lên để cho nó lung linh khi khi mà ra biểu diễn á thưa quý vị. Chạy ra túi quận 5 á, mua được cái máy sấy của Đức hay của gì đó, mà cũng phải đi biểu diễn mấy đêm mới được cái máy sấy đó, tại vì đó máy móc cái gì nó cũng mắc mỏ mà nó hiếm hết trơn á. Thì lâu lâu cái nhịn ăn nhịn mặc, cái diễn được nhiêu tiền cái gom lại, cái nghe anh em nghệ sĩ ca sĩ đó nói chứ mình phải mua vàng thì mình mới giữ được, chứ không thôi tiền xài hết. Cái cũng các ca cái Dũng nhớ là ở ngoài bến xe miền Tây, cái chuyện này rất là thật nha quý vị, nên là mình kể chuyện thật đó. Có một cái tiệm vàng bến xe miền Tây nha, đối diện bến xe miền Tây, cái đường nó như đường Châu Văn Liêm á, có một cái tiệm vàng tên là tiệm vàng Mỹ Lợi. Cái kỳ đó cái gom tiền cái tới đó đủ mua được cái nửa chỉ thôi, chứ mới mua được một chỉ, mà nào giờ không có thấy vàng cho nên không có biết là cái nửa chỉ cái một chỉ nó ra sao, hiểu không? Tại vì cái lúc á năm 6-7 tuổi gì đó, tức là 75 rồi, nít biết gì vàng, cứ nghe chỉ gì đó mà không thấy vàng ra sao, chứ toàn là phải bán đồ, bán đạt ba má, bán mấy móc mấy may mới được để nuôi con không à. Có thấy vàng ra sao, cái mua được nửa chỉ vàng, cái bả đường sao cái lấy như vậy, cái đem về cái cầm cái xăm soi nha, không dám khoe ra hết trơn nha. Thì tối đó đó diễn ở ngay chỗ nhà hát thành phố, hồi xưa nó là quốc hội gì đó, sau đó là nhà hát thành phố. Thì vừa tới nơi đó, thắng xe là một cái là đã có ông chủ, bà chủ tiệm vàng Mỹ Lợi, Dũng nhớ đó là tiệm vàng Mỹ Lợi, ngừng ngay trước nhà hát thành phố rồi. Thì chị nói là em ơi, hồi sáng này chị đưa lộn cái đó là một chỉ chứ không phải là nửa chỉ. Một chỉ chứ phải nửa chỉ, nhưng mà năm đó như là 22 tuổi. Mấy năm đó hình như 21, 22 tuổi. Cái mình cãi nó không chỉ, em mua nửa chỉ mà. Nó không, cái đó là một chỉ. Không, cái đó là nửa chỉ. Cái qua cái lại. Cái đó của cái chị khóc. Tại xưa người ta cũng nghèo đó, chị bán chỉ vàng có được như thế. Vậy đó. Mà mình cứ cãi là nửa chỉ. Cái đó ok thì tại vì ông đâu biết một chỉ hay nửa chỉ nó ra sao đâu, phải không? Nhưng mà trong lòng có nghi, người ta đã nói như vậy thì có nghĩa là một chỉ, thì về đúng là một chỉ. Nhưng mà thay vì tới để trả cho người ta thì lại không. Cái lòng tham. Cái lòng tham với lại cái chuyện mà một chỉ nửa chỉ, nó không, mình mua nửa chỉ chứ một, tức là mình tự excuse, mình tự xoa dịu mình tự lấy lý do này lấy lý do nọ để mà mình không trả cái nửa chỉ đó. Ông hiểu cái tỉnh lúc đó con nít mà tôi hiểu cái đó. Nghèo quá rồi không biết thấy vàng ra sao, bây giờ thấy nửa chỉ, không phải như chị hai mà bốn hộp xoàn nên ai cũng cho cái chị không quý đâu. Ngày xưa mình quý, nghèo quá mà đó quý vị. Nhưng mà cái điều đó nó làm cho mình rây rứt hoài, không, tức là cái tính thiện trong lòng mình nó vẫn còn, đó quý vị. Dũng cũng mừng là cái tính thiện nó vẫn còn.
nếu mà làm mình rây rứt, chứ nếu mà không mình đâu có rây rứt làm chi. Đúng không? Mình đâu có gì đâu, mình còn háo hức, mình còn hâm hở làm u mình đã lấy được nửa chỉ một cách công khai, một cách hợp pháp nữa mà. Nhưng mình không có ngủ yên được. Cái sau đó tới mấy năm sau lận nha, tại lương tâm nó cắn, tới cắn, mấy năm cắn, sau nó cắn. Tới mấy năm sau thì mình mới quyết định là mình trở lại cái tiệm vàng đó để mình trả lại cho chị nửa chỉ vàng đó. Thì cái tiệm dọn nó mất tiêu. Phải chi đó, mà nó Google như bây giờ đó thì mình biết, hay là chỉ để tấm bảng hay gì đó thì mình biết. Mình tới nơi, Dũng nhớ nếu mà có anh chị mà Mỹ Lợi mà đang xem thì xin comment hay gì đó cho Dũng biết. Dũng trả lại một lượng. Thiệt. Thấy chưa, từ một chỉ thành một lượng. Một chỉ mà cũng không đủ so với cái mà một chỉ ngày xưa nữa thưa quý vị. Nhưng mà nó có cái gì. Sau đó Dũng mới đi tới cái tiệm cái tòa soạn báo phụ nữ. Có lâu lâu cái trích ra 100.000, 200.000. Và cái tiệm và cái báo phụ nữ nó nằm ngay Lý Chính Thắng và Nguyễn Văn Trỗi như bây giờ đó. Không biết những ở đó mà còn giữ lại những cái tờ giấy bên dưới đó, những cái tờ giấy scan, cái tờ giấy than gì đó. Mà ta lục ra đó là sẽ còn thấy tiệm vàng Mỹ Lợi cho nhiều lắm đó. Cái đó là em cho đó. Tức là thôi mình coi như mình không trả được cho anh chị thì mình sẽ thay mặt tiệm vàng Mỹ Lợi mình làm phước, tôi cứ cho đó, cái người cho tiệm vàng Mỹ Lợi, người cho tiệm vàng Mỹ Lợi. Nhưng mà rốt cuộc là cái nợ của mình dành cho tiệm vàng Mỹ Lợi vẫn còn, đối với Dũng nó vẫn còn. Mặc dù là mình cho những người nghèo, người tàn tật này người nọ, nhưng mà mình vẫn còn nợ người ta, còn nợ cái nửa chỉ đó mà bây giờ Dũng vẫn nợ. Dũng không có dám nói tôi đã tự cho, tôi đã làm phước rồi. Ủa đâu ai cần mình tự động lấy tên ra làm phước. Cái đó là mình làm bởi vì mình rây rứt, mình băn khoăn, mình không có sống yên với lại có một lần gian tà đó của mình. Cái Dũng đem tới tiệm báo phụ nữ, Dũng hay ghét tại nhà gần đó, cái đem tới cho vợ chồng, cái người cho tiệm vàng Mỹ Lợi, người cho tiệm vàng Mỹ Lợi. Nhưng trong lòng Dũng bây giờ cái nợ nửa chỉ đó nó vẫn còn. Mặc dù là mình cứ tự biện hộ ô đó, mình nít mà, lúc nào nghèo mà, có nhiêu đâu. No. Đúng rồi, ông nợ, dùng cái chữ biện hộ rất là đúng á. Nợ là nợ. Mình có biện hộ này biện hộ nọ chỉ để xoa dịu mình trong một vài giây phút gì đó thôi. Mà rồi mình cũng đi làm lấy danh nghĩa, lấy cái tên của tiệm vàng Mỹ Lợi để cúng dường làm từ thiện cho những người này người nọ, cũng để xoa dịu mình, để cho mình đừng có ăn năn thôi, là bởi vì tiệm vàng giờ nó mất tiêu thôi. Cái gì mà đóng cái cửa sắt kéo lên như là mình cũng biết kêu ai gọi ai. Mà Dũng nhớ là ngay trước bến xe miền Tây, và nếu mà ngày hôm nay mà anh chị tiệm vàng Mỹ Lợi mà có xem, mà có biết và có nhớ là cách đây bao nhiêu chục năm trời đó, bốn ba mươi mấy năm trời đó, mà 30 năm nha, mà anh chị đã từng đứng ngay trước nhà hát thành phố mà đã nhắc về cái nửa chỉ vàng đó, thì ngày hôm nay em chỉ cần gặp lại anh chị là em gửi lại một lượng vàng, với không lẽ mình quỳ lại người ta đi là kỳ, nhưng mà đại khái là đó chính là một cái câu chuyện mà Dũng muốn chia sẻ với chị. Ăn thì cũng hết, làm gì cũng hết thôi, nhưng mà cái sự mà rây rứt của mình nó kéo dài hoài thôi quý vị. Đó, nó là vậy. Thì ngày hôm nay đó thì Dũng bước qua cái nỗi mà sợ hãi đó, thì Dũng chia sẻ về cái vấn đề này để những người mà giàu giống như là chị Hằng, đã cho là không có đòi về những cái em, những cái cháu, những cái gì mà mình cho rồi mình lên mình kể lễ, rồi mình giúp nó chữa tim, có như mình kể lễ, mình ra rã, mình bắt người ta mang ơn mình mỗi ngày, mình sử dụng cái đồng tiền nó kỳ dị bằng một cách là mình coi thường người ta vậy, thì mình có ăn năn không, mình có rây rứt hay không, hay là mình có sỉ nhục người ta khi mà mình cho người ta tiền hay không, mình vinh danh, mình làm từ thiện rồi mình cho, mình ngồi trên đầu thiên hạ, mình chửi thiên hạ mỗi ngày mỗi đêm vậy, thì mình có vui không, mình có rây rứt hay không. Khi mà Dũng kể cái câu chuyện đó là Dũng chỉ là phạm sai lầm đó, bởi vì thứ nhất là mình còn quá trẻ, thứ hai là mình nghèo, thứ ba đó là lý do này lý do kia, nhưng bất cứ gì đó gì cái đó là sai. Thì đây thì Dũng chia sẻ chị, cho nên cái đồng tiền nó lạ lắm thưa quý vị.
đối với những người mà còn sót một ít, mặc dù là một ít dũng không dám nói nhiều, một cái lòng lương thiện nào đó trong người á, mình có cảm giác bất an lắm, không có bình an khi mà những cái món nợ, những cái gì của mình mà về cái hình thức nào đó mà mình chưa trả được, thì bằng cách này và bằng cách nọ, thì Dũng cũng sẽ cố gắng qua cái mạng truyền thông này. Thì nếu mà anh chị Mỹ Lợi mà còn mà nghe, hoặc là những ai mà có quen biết với anh chị, bởi vì cái thế giới bây giờ nó thu nhỏ lại, nó không còn rộng như ngày xưa. Ngày xưa chuyện ai làm người đó biết, bây giờ đó thì mình ngồi mình nói đây mà Canada, Úc, Châu Âu, Việt Nam gì ai cũng nghe. Thì em xin một lần được gặp lại anh chị tiệm vàng Mỹ Lợi của quận 6 đối diện với lại bến xe miền Tây. Bây giờ thì không biết là anh chị đâu đây, là già quá rồi không? Không có xem, không có biết. Ông kể cái chuyện này ý nghĩa vô cùng luôn á. Thực sự ra nó very touching. Nó làm tôi cũng rất là xúc động. Thưa quý vị, thật ra đó, có trong cái thời gian mà năm qua với anh Nguyễn Tiến Dũng làm việc với nhau, tuy là nó không có được chưa có lâu dài lắm, nhưng mà năm qua luôn luôn có những cái cơ hội nào mà năm qua nói được á, là năm qua luôn luôn nói với anh Nguyễn Tiến Dũng là năm qua cảm thấy mình là một người có may mắn khi mà làm chung với anh Nguyễn Tiến Dũng. Thank you. Tại vì thưa quý vị, chưa có may mắn làm chung không vậy? Chỉ có một thời gian ngắn thôi mà anh em chúng tôi rất là hiểu nhau rất là nhiều. Tại vì nó qua nhiều cái câu chuyện lắm mà năm qua không có thể nào share hết với quý vị được. Thì năm qua hiểu rõ được cái con người của anh Nguyễn Tiến Dũng hơn. Con người thì hiểu rõ tâm tính, ok. Tâm tính. Do đó mà theo quý vị, Dũng cắt ngang là tại sao? Nay có 15 đồng hay có bao nhiêu đồng, tại sao mà nhiều khi ông nói cha này làm thì ghê, làm gì mà phải chồng phẳng này. Không phải gì thứ việc, bởi vì trong cái quá khứ bao nhiêu chục năm trước Dũng đã từng có những cái rây rứt đó rồi. Thì bây giờ bao nhiêu chục năm sau thì mà Dũng nhận thức được cái chuyện đó rồi, thì cái đó là của ai, nó là của người đó. Đó là nhiều người không hiểu. Ví dụ năm qua không hiểu đó, trời đâu có gì đâu, sao ông vậy được. Nhưng mà khi mà Dũng kể ra thì để năm qua hiểu được là mặc dù ít mặc dù nhiều, nhưng mà cái đó không phải của mình thì nó là không phải của mình rồi. Thì nó có nhiều chuyện lắm mà nó cho thấy được cái tâm tính, phải dùng chữ tâm tính, ông này ông mới chịu, cái tâm tính của thật sự của anh Nguyễn Tiến Dũng. Thành ra năm qua mà cái mình phải gọi cái đó là cái credit đó quý vị, là những cái sự tin tưởng nó phải được build up qua những cái câu chuyện làm việc chung với nhau. Giống như là anh Nguyễn Tiến Dũng nói là ok, có những người họ gửi tiền, họ chia với nhau, thì anh Nguyễn Tiến Dũng chia cho Nam Quang vậy đó. Không có cần phải là Nam Quang phải hỏi hay gì. Thì thưa quý vị, trong cái thời gian làm việc thì Nam Quang với anh Nguyễn Tiến Dũng có một cái câu chuyện rất là, mà Nam Quang chắc phải xin phép anh Nguyễn Tiến Dũng để chia sẻ. Nam Quang sẽ giấu đi một số những cái chi tiết nó cần thiết phải giấu đi, nhưng mà Nam Quang nghĩ những dụng chất cho phép Nam Quang giao phép thì trời nó coi đúng không? Trời ơi, coi. Thì trong cái thời gian mà Nam Quang với Tiến Dũng làm cái show đó, quý vị có Nam Quang có nhận được một cái comment nói là ok anh Dũng ơi, hồi trước cái thời gian trước anh có mượn của em một cây vàng. Mà bây giờ em tại sao anh im lặng như vậy, anh giống như là anh không có liên lạc với em để anh trả đó. Thì Nam Quang mới đem cái comment đó, Nam Quang, ủa chuyện tôi nữa hả, chuyện của ông đó. Nam Quang mới đem cái comment đó, Nam Quang đưa cho anh Nguyễn Tiến Dũng coi. Anh Nam Quang nói là Dũng ơi, ông vậy ông xin phép tôi hả? Yes. Oh. Dũng ơi, ông coi cái này ông giải quyết nha, coi làm sao nha. Tôi không có dính dáng đến chuyện này, tại tôi không biết gì chuyện này hết, cho nên tôi không có dám nói gì hết, nhưng mà tôi đưa cho ông để ông tùy cơ ông giải quyết. Thì thưa quý vị, Nam Quang, ủa, tôi tưởng chuyện của ông chứ sao chuyện của tôi. Nam Quang rất là ngạc nhiên là tại vì Nguyễn Tiến Dũng phản ứng mà như vậy là trời ơi Nam Quang ơi, đừng có remove hay là delete gì cái comment đó nha, là tại vì tôi đã bao nhiêu năm nay tôi tìm lại cái người này để mà tôi trả cái khoản tiền này mà tôi tìm không có ra. Thành ra ông phải giữ bằng mọi cách, ông bấm làm sao đó để ông tìm ra được cái thông tin để mà tôi có, để tôi gửi lại cho cái người đó. Thì thưa quý vị, là Nam Quang với anh Nguyễn Tiến Dũng lúc đó cái thông tin ở phía trên
trên YouTube nó mù mờ lắm, mình click vô trong đó mình không có cách nào để mình liên lạc được với người ta hết, chỉ thấy cái hình nhỏ nhỏ của ta ở trên cái góc đó, đúng không, tròn tròn ở trên cái góc đó thôi, nhưng không có cách nào liên lạc được. Xong rồi Nam Quang mới cố gắng để lại cái message ở trên cái YouTube của người ta đó để mà liên lạc. Cái xong rồi tìm không ra, xong anh Tiến Dũng nói là Nam Quang bất cứ khi nào mà Nam Quang nhận được hay là tìm được cái thông tin của cái người này á, là Nam Quang phải cho Tiến Dũng biết liền để Tiến Dũng trả lại cái khoản tiền đó. Thì thưa quý vị là Nam Quang làm hết cách luôn không được. Xong tự nhiên đùng cái cách đó khoảng chừng thêm một tuần nữa thì cái cô đó gửi lại một cái message nữa, nhưng mà lần này có cái số tài khoản của ngân hàng. Thế xong Nam Quang mừng quá, Nam Quang nói ồ anh Nguyễn Tiến Dũng có cái số tài khoản ngân hàng nè, bây giờ anh có thể anh tìm cách liên lạc được, cứ làm sao liên lạc được phía ABC Bank hay gì đó, Nam Quang quên mất tiêu, hay là Vietcombank gì đó. Thì thưa quý vị, anh Nguyễn Tiến Dũng dùng cái thông tin đó để mà liên lạc với phía bên kia và trả lại cái khoản tiền gấp nhiều lần cái khoản tiền mà hồi trước đó anh Nguyễn Tiến Dũng đã mượn. Thì đó là cái Nam Quang qua những cái ví dụ cụ thể đó thì Nam Quang mới hiểu, càng ngày càng hiểu được hơn cái người bạn làm cùng show của mình là anh Tiến Dũng. Thì cái đó là trước khi mà Nam Quang nghe cái câu chuyện mà anh Tiến Dũng vừa mới kể như quý vị nha. Mình không phải mình khen người bạn của mình, nhưng mà mình thấy được là cái đó là cái cách xử sự của một người tử tế đó. Thưa quý vị, Nam Quang chỉ có thể dùng được cái chữ đó thôi, là một người rất là tử tế. Thì Nam Quang rất là cảm ơn trời Phật đã cho Nam Quang có được một cái người bạn làm chung show của Nam Quang như vậy. Nói là cảm động đó chứ, cũng là ứa nước mắt đó chứ không phải không. Thank you bồ. Trời, hồi nãy tôi tưởng tao là ông xin phép kể chuyện của ông. Không, ông chuyện ông mất mới gì ông xin phép tuổi. Kể chuyện ông. Trời đất ơi. Ok, thì cảm ơn Nam Quang kể tóm tắt cái câu chuyện đó. Là bởi vì cho Dũng thấy là chúng ta trên đời này không ai dám chắc là mình không bao giờ nợ ai không vậy. Không có thưa quý vị. Mình nợ ít, nợ nhiều, những lúc mà đói lòng hay gì là những lúc cần thiết, hay những lúc mà cha mẹ ốm đau, hay những lúc mà con cái thế này thế nào. Tại vì mình vẫn là một người bình thường trong cái vũ trụ này thôi. Đời người lúc thăng lúc trầm, thì những lúc nào mà mình mà thoải mái thì mình nhớ lại những cái người mà đã cưu mang mình hay đã giúp mình trong những cái khi mà mình hoạn nạn đó. Thì một miếng khi nói đói gói khi no vậy phải không? Một miếng khi đói mà một gói khi no. Thì nếu mà người ta giúp mình mà trong những lúc mà mình giàu có, ủa gì đâu có gì đâu, tức là vẫn quý giá, nhưng mà không có thể nào mà quý bằng trong lúc mà mình đang cần thật sự. Mình đang đói, hay là mình đang bệnh hoạn, hay là gia đình mình có hữu sự thế này thế kia, vân vân. Thì đó là cái cách mà xử lý hay giải quyết những cái chuyện đó do tính cách của mỗi người thôi. Thì đó một phần cũng là cái lý do mà tại sao Dũng và Nam Quang rất là khó chịu khi mà những người nghèo, những người thấp cổ bé họng, hay những người bệnh hoạn mà bị cái chị Phương Hằng này chỉ sỉ nhục hàng ngày hàng giờ vì cái nghề nghiệp của người ta, là bởi vì chỉ giàu. Những cái đồng tiền lúc mà chỉ giàu chỉ cho những người giàu, những người này người nọ đã quay quý. Và chỉ cho những người nghèo, những người bệnh tật, bệnh tim, hay là những người nào mà cần giúp đỡ thì người ta mới quý. Nhưng mà khi mà chị chửi người ta, chị vinh danh lại về cái việc mà chị làm thiện, chị tử tế, cho nên chị tưởng chửi người ta thì coi như là cái việc giúp đỡ của chị không còn ý nghĩa nữa. Cái đó chỉ là một cái là chị, thứ nhất là chị mua danh, chị muốn phô trương cho mọi người biết, chị mọi người biết chị làm việc thiện, chị chà đạp lên nhân phẩm người ta để mà mọi người biết chị là người tử tế, là nhà giàu, là làm việc thiện này nọ kia. Thì cái đó là một cái điều mà không hay chút nào, thì cái việc thiện của chị nó mất đi ý nghĩa, đúng không? Nó không còn ý nghĩa nữa. Nó ngộ lắm quý vị. Tánh Dũng thay thương con nít. Khi mà mình làm cái điều gì đó thì mình hay nghĩ, gặp những cái trường hợp đó thì mình hay nghĩ tới con của mình. Khi mà chị Hằng, chị sỉ nhục người khác, những người mà bằng tuổi con, tuổi cháu của chị,
hay là những người mà thấp cổ bé họng như người nghèo, thì chị hãy nghĩ đến những đứa con của chị, xem là sau này khi mà các cháu ra đời, thì nếu mà các cháu mà bị sỉ nhục như vậy, bị đối xử như vậy, thì chị có vui hay không, đúng không? À, ví dụ vậy, thưa quý vị, Dũng nhiều khi giờ, có lần á, cái Dũng lái xe đi xe hai bánh đi ngang qua cái công viên Lê Thị Riêng, tự nhiên cái thấy cái thằng bé đó bị hai cái thằng khác đánh không, đánh cho nó đánh mà tứa máu ra, tay chân đồ chạy, thưa quý vị. Trời ơi, cái tự nhiên cái tôi cũng dừng xe lại, cái tôi đứng ra tôi chắn giữa hai cái đứa kia. Rồi đại khái là cũng nói là không có được đánh bạn, rồi cái ta đánh nó dữ vậy nè nọ. Rồi tôi phải dẫn cái đứa bé đó đi vô trong cái tiệm thuốc tây đó để mua thuốc đỏ, rồi thuốc trụ sinh, thuốc gì gì đó cho nó uống nè nọ. Xong rồi nói là con đâu, con có cần chú chở con về không nè nọ kia. Thì nó nói không, cái đó là bạn trong lớp con đánh con nè nọ. Thì nó nói nếu mà con cần chú chở con về thì chú chở con về. Nó nói không, thôi khỏi chú khỏi chở con về. Thì hai cái đứa kia nó thấy tôi thấy khe cái thằng nhỏ này, cái tự nhiên cái hình như là trong lòng nó cũng giãn nở ra, nó cũng thư giãn ra, cái nó không tấn công này nữa. thì tôi đứng tôi chờ cho cái chuyện mà hai thằng này ngưng đánh thật sự thì cái tôi mới đi. Thì nhiều khi Dũng kể chuyện này ra để chia, thưa quý vị, mình thấy những cái đứa con nít ở ngoài mà bị vậy thì mình còn thương, rồi mình còn có thể giúp được gì được thì mình giúp. Thì huống chi làm sao mà mình đi mình leo lên mình chửi ra rã rồi mình sỉ nhục người khác, giống như là cái chị Hằng này. Là tại sao Dũng nói vậy? Là khi mình làm chuyện đó mình hãy nghĩ đến con mình đi. Chị nghĩ đến con của chị, bốn đứa con chị đi. Chị bớt cái miệng của chị lại, bớt cái nghiệp của chị lại, bớt cái sự mà uất hận sỉ nhục người khác, chị bớt khác lại, để sau này con của chị đừng có bị người ta chửi, người ta bới, người ta cư xử giống như là ngày hôm nay chị cư xử với người khác vậy. Thì giống như Dũng giúp mấy cái đứa trẻ em đó là tại sao? Mình nghĩ đến con của mình, nó trở thành này bằng tuổi con mình à, cũng chừng 5 tuổi với nhiêu mà tại sao nó bị đánh mà rướm máu mình mà bật máu mỏ rồi tay chân rồi chạy, mà mình đi luôn giống như bao nhiêu người khác, mình giống như là phớt qua một cái trong cuộc đời mình, như sao chịu nổi. Thì mình thì khi mình nhìn thấy điều đó mình nghĩ đến con mình, thì Dũng nghĩ là chị Hằng nên những lúc mà chị sắp sỉ nhục mạ lị chửi bới làm tổn thương ai, chị nghĩ đến bốn đứa con của chị đi. Sẽ có đến lúc mà ra đời nó sẽ được người khác giúp đỡ, nâng đỡ bằng những cái hành động thiết thực của chị bây giờ nha. Nha chị đẹp rồi, đại khái là vậy, muốn chia sẻ đi gì chị đó. Thì cái hồi nãy ông có nói về cái khi mà ông đọc có nói về cái chữ BNL đúng không? Thì có bạn Ngô Thế Vũ nói là BNL là bút lục. Bút lục. Ok, cảm ơn Ngô Thế Vũ nha. Rồi có chị Anh Nguyễn nói là muốn đóng góp cho hai anh em. Thì thưa chị là trong cái phần nếu như mà chị không có ở phía trên màn hình đó, nó không có chạy qua mấy cái nút mà để cho chị bấm chị ủng hộ đó, thì chị có thể dùng Venmo hay là PayPal hoặc là Zelle để mà chị ủng hộ cho Nam Quang với Tiến Dũng. Thì cảm ơn Ginny Ginny. Thì đó là cái chị có thể dùng cái chuyện đó. Rồi trong cái chuyện mà anh Tiến Dũng quan cho tôi chút xíu đó. Nha. Nãy có một bạn là nói là có một cái tiệm vàng Mỹ Lợi đang rất là lớn ở ngoài Sài Gòn. Dũng biết là có phải là cái tiệm vàng đó không? Tại vì ở bên Việt Nam trùng tên cũng nhiều, nhưng mà Dũng mong là đó là cái tiệm vàng Mỹ Lợi mà ngày xưa cách đây 30 năm. Chắc lên Google cái xong lấy cái số phone tôi gọi về thôi. Tiệm vàng Mỹ Lợi rồi, cảm ơn thông tin của bạn nha. Ok, cho Nam Quang chia sẻ một chút xíu nhân cái chuyện là anh Nguyễn Tiến Dũng nói là khi mà mình cho từ thiện á, mình quên đi. Cái này là cái chuyện hồi trước giờ Nam Quang cũng nhắc đi nhắc lại trong cái trong những cái show của Nam Quang với anh Nguyễn Tiến Dũng. Thì nhân đây Nam Quang kể cái chuyện về hai ông thầy chùa, thưa quý vị. Thì ông 1, 2, 3 đi. 2, 3. Chuyện là dài. Thưa quý vị, có hai ông thầy chùa đi thỉnh kinh, thì tới một cái bờ sông nước chảy xiết,
có hai ông sư hay là sư thầy đến cái thầy chùa. À xin lỗi, ok. Yeah. À, có hai sư thầy. Yeah. Tới một cái bờ sông nước chảy xiết trên đường đi thỉnh kinh á, thì hai người đang trong lúc mà lựa cái chỗ mà nước ít sâu nhất để mà lội qua thì thấy có một thiếu phụ cũng đang muốn băng qua phía bên kia bờ sông. Thì một trong hai sư thầy đó mới tới nói là ok, thí chủ có muốn được giúp để băng bên sông hay không, tại nước chảy xiết lắm. Khi xong rồi cái thiếu phụ này cũng hơi ngại là chuyện là ok, tại mấy sư thầy là đi tu đó không có được đụng chạm với lại nữ giới đó thưa quý vị. Thì trong hai vị sư đó thì có một vị nhất định là không, còn cái vị còn lại đó là giúp cho cái thiếu phụ này, cõng cái thiếu phụ này băng qua bên kia đường, băng qua bên kia sông. Thì sau khi mà băng qua bên sông rồi, cái sư thầy thứ hai là cái người mà cõng thiếu phụ đó là đặt thiếu phụ xuống, trong thiếu phụ có cảm ơn. Sau khi cảm ơn xong thì hai người lại tiếp tục đi. Thì đi một đoạn rồi xong rồi sư thầy thứ nhất mới nói với lại sư thầy thứ hai, nói là tại sao thầy lại cõng cái người thiếu phụ đó. Tại vì ở trong cái giới của chúng ta là không có được đụng chạm đến nữ giới. Thì sư thầy thứ hai mới nói, ủa hồi nãy tôi có cõng cái người thiếu phụ hay sao? Xong sư thầy thứ nhất nói yes. Không nói tiếng Anh, nói yeah, đúng rồi, hồi nãy chính thầy đã cõng cái người thiếu phụ đi qua bên bờ sông mà. Thì sư thầy thứ hai nói là tôi không có còn nhớ cái chuyện là tôi đã cõng cái người thiếu phụ qua bên sông, trong khi là thầy là cái người mà cõng cái người thiếu phụ đó từ ở cái bờ sông đó cho tới đây, cho tới cái lúc mà nói chuyện với tôi. Thì cái đó là cái vấn đề tại sao Nông Quang chia sẻ cái câu chuyện đó thưa quý vị, là cái sư thầy thứ hai á, làm xong cái việc thiện đó quên ngay, không có còn nhớ đến cái chuyện đó nữa, tại vì ông đã làm một cái việc thiện, một cái việc đúng. Chứ còn cái sư thầy kia là cứ lúc nào cũng nhớ ở trong đầu, cứ cõng ở trong đầu cái chuyện là cái sư thầy thứ nhất đã đụng chạm vô người phụ nữ đó. Thì tại sao cái vấn đề này nó liên quan đến cái chuyện làm từ thiện đó quý vị? Khi làm từ thiện mình quên đi, đừng có kể công, nó thành ra là nó không có còn ý nghĩa nữa. Ý nghĩa của một sự đổi chác, Nông Quang hay nói như vậy. Trở lại với anh. Rồi ngày hôm nay mới đúng là thật sự là tản mạng nè, mình tản mạng hơi nhiều ha. Rồi thì cũng là những cái chuyện mà Nguyễn Tiến Dũng và hay là Nam Quang hay là quý vị, mỗi người đều có một cái câu chuyện riêng của mình, ai cũng đã từng trải qua những năm tháng ấu thơ khờ dại, hoặc là những lúc mỗi người một câu chuyện thôi quý vị. Có nhiều cái câu chuyện nó chỉ là thoáng qua, mình không nhớ gì hết, mà có những cái câu chuyện mà mình cứ nhớ hoài, mình cứ nó cứ nằm trong lòng mình, đúng không ạ? Rồi thì bây giờ đó, ông có ý kiến gì về cái vụ mà của chị hai nữa không? Thì không, bây giờ có nhiều người họ nói là những cái vấn đề của chị hai đã cũng nhiều quá, cũng mình nói cũng quá nhiều rồi, để hôm nay chắc ngưng cái chuyện chị hai lại đi. Rồi, ok, xong. Nhưng mà Nam Quang muốn đề cập đến thầy Võ Hoàng Yên. Okay. Ông Võ Hoàng Yên, mọi người cứ nói là tại sao anh Nguyễn Tiến Dũng với lại anh Nam Quang không có nói gì tới ông Võ Hoàng Yên hết. Anh Nguyễn Tiến Dũng ngày nào, gần như là cái show nào cũng nhắc cái chuyện là ông Võ Hoàng Yên ông không có nói cái gì hết. Thành ra chúng tôi không có một cái tư liệu gì để nói về ông cả, ngoài chuyện là ông bị một số người tố cáo là ông chữa bệnh và làm chết người, rồi ổng chữa bệnh câm điếc không được, rồi ổng ổng nói là những cái người mà ổng chữa không được là bị nghiệp báo, phải không, cái gì đó ổng bị nghiệp thưa quý vị. Thì tất cả những cái chi tiết đó Năm Quang với anh Nguyễn Tiến Dũng đã nói rồi, chúng tôi đâu có binh vực ông Võ Hoàng Yên đâu, chúng tôi chỉ cho quý vị nhìn hai mặt của một vấn đề mà. Nhưng mà hôm nay á, thì Năm Quang thật sự là Năm Quang phải gọi là phê bình ông Võ Hoàng Yên nè. Một ông đã phạm một cái tội rất là lớn,
là ông đã kéo lưỡi chị Hằng, sau đó mà bây giờ từ cái mà không có nói gì hết mà bây giờ bà nói leo lẻo, bà chửi khủng khiếp, thành ra sao ông mới không nói. Hồi xưa ông Giang ông đánh bà quá trời thì cái người đàn ông, thưa quý vị, người ta rất là sợ những cái người mà nói quá nhiều mà nói ngang nói ngược đó, thì người ta không nói lại được, người ta không dùng lý lẽ, người ta cái người này không thể nào mà dùng lý lẽ để nói được, thì nó đánh. Đó, báo đăng nè, cái bút lục gì nè, ông nói nó báo đăng về phần pháp luật là nó đánh bà te tôi. Là tại sao, thưa quý vị, có những người đàn ông người ta có tính máu, có cái máu nóng mà người thấy là cái nó nói ngang nó ngược gì mà dẫn được, mà sao nó đánh trước cái đã không. đánh tơi bời tôi nữa. Nghĩ hồi xưa nói ít hơn, nhờ thầy Yên kéo lưỡi, kéo quá thành ra thành ra lột lưỡi, nói chửi quá trời chửi. Thành ra thầy Võ Hoàng Yên mắc một cái lỗi rất là lớn đối với cộng đồng mạng đó nha thầy nha. Rồi xong rồi thầy Thích Pháp Hoài gì đó cũng đã lên tiếng đó, thì ông ý không sao về cái sự kiện đó? Thầy hả? Ừ. Bữa cũng có nói sơ sơ về chuyện đó. Thầy Thích Nhật Từ chứ phải không? Thích Pháp Hòa nữa. Thích Pháp Hòa, thật sự ra thì Thích Pháp Hòa thì năm qua chưa có nghe, thành ra năm qua Thích Pháp Hòa cũng hiền lành lắm. Cũng, thì ông trình bày đi, tôi không, tôi cũng chưa nghe. À. Thiệt tôi cũng chưa nghe. Cảm ơn Tony Rocco. Rồi. Khi mà Dũng kiểm chứng qua một số những cái vấn đề chùa chiền, thưa quý vị, và ngày hôm nay đó thì bà Hằng này là bà lên tiếng, rồi bà có cái gì mà ghi âm á của một cái ông nào đó, lẽ lẽ là lẽo kể là ông Võ Hoàng Yên giết chết hai đứa em sinh đôi, giết chết đứa là tại vì đứa mới đi học về, ổng điểm huyệt sau nhỏ té đái cái chết luôn ở ngay Cali. Rồi xong rồi một đứa nào đó, một người nào đó ở cái chùa gì trên Bình Thuận, rồi một cái gì trường hợp gì đó, nhưng mà nó có cái gì chỉ nói đó là bằng chứng, thì ra không phải bằng chứng, tại cái người mà leo lẻo mà kể trên phone chị đó, cái giọng nói cũng đã không có đáng tin rồi. Tại sao không đáng tin? Lanh chanh vậy đó. Và tại sao không đáng tin? Bởi vì gọi tới cho chị Hằng để chị ghi âm lại những cái điều đó để chị phát lên, chị đó gọi là bằng chứng. Cái đó không phải bằng chứng, là khi nào chính cái người đó bị và cái nào sử dụng được làm bằng chứng, phải có ngày tháng cái chuyện nó xảy ra, lúc nào, ngày tháng nào, hai cái em sinh đôi đó tên gì, cha mẹ ở đâu, ở thành phố nào, phải có ngày giờ địa điểm tên tuổi cụ thể. Không thể nào mà ngồi tôi thấy gì đó, nó đi học về cái đem nó ra cái bấm cái quyệt đó rồi cái nó chết ngắt, cái chỉ nói là đó là bằng chứng, là không phải. Thưa quý vị, nó cũng bao nhiêu cái giống như bao nhiêu cái YouTube mà người này lên người nọ nói lên lẻo gì đó, rồi tố cáo thì thế nọ, cái đó chỉ là tố cáo, không có thể gọi là bằng chứng. Cho nên tôi có nói có sách mách có chứng, cái đó không phải là bằng chứng. Thì Dũng có lời khuyên đối với chị Hằng là sau này khi mà chị muốn lên mà chị nói về những cái gọi là bằng chứng đó, thì chị nên có cái người ngồi kế bên chị giúp chị để nói là ngày đó, tháng đó, giờ đó, thành phố đó, ở tại chùa đó. Chứ còn mà chị nói khơi khơi thì nào là ông Võ Hoàng Yên bệnh nhân tới thì cái ông đi ngắm tuyết. Trời ơi, cái chuyện nó không giúp ích gì trong cái việc thư kiện gì của chị hết. Những cái điều mà thu xấu xa bỉ ổi nhất, ghê rợn nhất là chị đã dành cho ông Yên, chị đã dành rồi. Giờ mà bổ sung thêm vậy chi tiết này nó không có làm mặn thêm hay đậm đà thêm cái gì hết. Rồi chứ nói ông là yêu râu xanh, rồi lấy bà nào đó què, rồi cái gì đi chăn dịch cái gì đó. Chỉ là một cái cách mà bôi nhọ cá nhân thôi, không phải là có giá trị pháp lý gì khi mà ra tòa. Đúng không? Chứ không thể nào mà chị dựa theo những cái điều chị ghi âm đó để chính ở đây này ra tòa. Những cái nào đưa ra tòa ngắn gọn, xúc tích ngày tháng cụ thể, con người, giấy tờ, bệnh viện này là cái các thứ, kèm theo những cái người làm chứng có tuyên thệ này nọ, chứ không phải là những cái lời nói mà chị ra rả lên chị chửi gì xong rồi chị chêm vô vậy. Chị nói đó là bằng chứng, là không có phải. Cho nên chị đừng có hành hạ những cái người nghe, những cái người mà vô can đó, đó là vậy nha. Rồi còn mà nghe thì mà nghe không nổi đó. Rồi chắc mình ông muốn kết thúc cái chuyện cơ thể không? Đi, bây giờ cũng hơn 3 tiếng rồi. Xong. Quên nữa, còn có một cái câu là có một vài cái comment là tại sao mà khi edit cái vụ mà những người nghệ sĩ lên tiếng á, thì Dũng có để cái logo
trên đó có cái quốc huy của Bộ Văn hóa Việt Nam gì đó. Dũng cố ý thưa quý vị. Tại vì sao? Tại vì mình nói về cái Bộ Văn hóa thì mình phải để cái Bộ Văn hóa đó lên, có cái logo lên, có cái gì lên đầy đủ. Là để sao? Để mình muốn nhấn mạnh tới vai trò của Bộ Văn hóa, Sở Văn hóa Việt Nam trong cái vấn đề mà để cho một người vô văn hóa lên để sỉ nhục chửi bới những cái người mà do mình quản lý, ví dụ như giới nghệ sĩ, văn sĩ, giới truyền thông với gì đó, ca sĩ rồi nhạc sĩ gì đó mà do mình quản lý, mà mình để cho người ta sỉ nhục cái nghề với cái nhân phẩm của những người nghệ sĩ mà những người đó đang nằm trong cái quyền tài phán, cái quyền quản lý của mình, thì cái điều đó là không nên. Thì Dũng có để cái logo và cái thương hiệu, cái hiệu của Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam kèm theo cái logo đó, để Dũng muốn nó nhấn mạnh với cái trách nhiệm của Bộ Văn hóa Thông tin đó. Chứ ngoài ra đó là ý đó thì không có ý nào khác. Trên áo của Dũng và Nam Quang vẫn có cái huy hiệu của cái lá cờ Việt Nam, lá cờ Mỹ. Rồi xong, đó là ý của Dũng. Đó là sự cố ý để nhấn mạnh ai là cái người chịu trách nhiệm trong cái vấn đề mà để cho ngôn ngữ rồi người nghệ sĩ bị sỉ nhục như vậy bởi một người phụ nữ như vậy. Rồi Nam Quang và Nguyễn Tiến Dũng cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái buổi mà mạng đàm ngày hôm nay. Biết rằng là cái việc của bà Hằng này không nên kéo dài quá lâu, nhưng mà ngày nào cũng có những cái tình tiết mới, những cái sự xúc phạm mới, những cái sự sỉ nhục mới, mà Dũng cũng là một trong những người mà đã theo, đã phân tích cái việc này ngay từ đầu. Và Dũng có là một người nghệ sĩ cũng có dính líu gì nhiều đến cái sự xúc phạm sỉ nhục của cái bà Nguyễn Phương Hằng này đối với giới nghệ sĩ, là xứng ra vô loài, là tụi mày là chó, tụi mày là thế này thế nọ, thì Dũng có quyền lên tiếng, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị và gia đình có những ngày tháng thật là vui tươi, hạnh phúc, bình an. Rồi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Dạ, xin kính chào quý vị. Trước khi chia tay thì Nam Quang vẫn tiếp tục nhắc đến cái quý vị nhớ ủng hộ cho anh Cao Trung Tâm mua cái mask này nha quý vị nha. Được sản xuất tại Mỹ đó. Đây là cái địa chỉ website. Mỗi người mua 5 hộp, 10 hộp gì đó để dành xài dần dần để ủng hộ cho anh Ca Trung Tâm. Rồi còn cái gối đeo cổ nè thưa quý vị, thì Nam Quang đã có để cái đường link đi vô trong Amazon để mà quý vị mua nha. Quý vị theo cái đường link đó quý vị mua nha. Thì Nam Quang cảm ơn quý vị. Thì trong tương lai nếu mà có những cái sản phẩm gì mà nó hữu ích đó, mà Nam Quang với anh Tiến Dũng đã thực sự dùng qua rồi á, thì Nam Quang với anh Tiến Dũng cũng sẽ trong cái show nói chuyện của mình sẽ giới thiệu cho quý vị để cho quý vị biết mà sử dụng nha. Ok, thì vậy thôi. Nam Quang xin kính chúc quý vị một ngày an lành. Quên nữa, cái vụ hôm bữa mà Mother's Day đó quý vị, Nam Quang có nói cho quý vị nghe không? Anh Nguyễn Tiến Dũng á, ảnh là gà trống nuôi con đó, thành ra mấy đứa bé nó coi anh Dũng là Mr. Mom. Mr. Mom quý vị, là chăm con từ nhỏ đến lớn luôn, giỏi lắm. Ok, Happy Mother's Day không? Thank you. ông không phải Mr. Mom thì thôi, đợi chờ tháng sau nha. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn, bye bye quý vị.